Thưa quý vị, cần làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm qua và những tháng đầu năm nay, việc gì đã làm, đang làm và chưa làm. Xác định rõ những tồn tại hạn chế, những khó khăn thách thức. Trên cơ sở đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện có hiệu quả, các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đó là một số nội dung được Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề cập tại phiên họp thứ 6 của Hội đồng Dân tộc diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đề ra và triển khai nhiều chủ trương chính sách dân tộc, góp phần tạo sự ổn định, phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Thể hiện rõ nét qua chương trình của Chính phủ và triển khai giám sát giữa kỳ của Quốc hội, việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 120 phê duyệt đề án tổng thể và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị hai nội dung quan trọng cần tập trung tại phiên họp thứ 6 lần này. Một là tham gia thẩm tra các dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Hai là hoạt động giám sát cần xác định những tồn tại hạn chế vướng mắc khó khăn ở giai đoạn hiện nay và thảo luận các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ. Qua hội nghị này, các đồng chí rút ra những vấn đề gì, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ, những vấn đề mới nhất, nóng nhất liên quan tới cái chính sách dân tộc. Các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay. Những kiến nghị thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tôi cho rằng là Hội đồng Dân tộc của Quốc hội lựa chọn cho cái phiên họp này cũng như là cho hai ngày hội nghị là hết sức là quan trọng, cấp thiết và phù hợp với cái bối cảnh. Do vậy là chúng tôi hết sức là đánh giá cao các cái kết quả công tác cũng như là sự ủng hộ của Hội đồng đối với công tác dân tộc của cả nước nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng. Đây là những cái nguyện vọng không chỉ là của đồng bào dân tộc Cần Thơ mà tôi cho rằng đây cũng sẽ là một cái mong muốn, cái nguyện vọng của đồng bào dân tộc nói chung. Các đại biểu cũng đã đưa ra những kiến nghị cũng như giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn các chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.